Hey, xin chào các anh chị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cái hệ thống tưới vườn của mình. Hệ thống tưới 6.000 m² vườn sầu riêng và một số loại cây khác của mình. Mình trời nắng mình che lại cho hạn chế ảnh hưởng đến các thiết bị. Thì đây là trung tâm của hệ thống tưới. Một cái động cơ Superwind hai ngựa của Tân Hoàn Cầu ha. Ở dưới này đầu tiên là mình đầu tiên của hệ thống tưới là cái hệ thống lọc. Mình sử dụng cái máy cống nước đó, mình gắp thành một cái khung á và mình bao cái lưới cướp bên ngoài, mình bao hai lớp luôn để mình lấy nước lên. Mình không có sử dụng hai cái lớp B, mình chỉ sử dụng một cái lớp B thôi và đưa nước lên đây. Thì đây mình sử dụng các khớp nối giống như trong phòng cháy đó, để mình mang ra mang vào á. Do khu vực mình đây là bọ ác cũng nhiều, mình tham khảo trên mạng á thì mình thấy người ta sử dụng hàng bít đây luôn hoặc làm những cái ụ. Tuy nhiên nếu chúng ta mà làm càng chắc chắn á thì khi chúng ta tháo lắp ra thì nó càng khó khăn. Nhưng mà nếu mà một cái động cơ mà có giá trị đi, chúng ta để ngoài vườn và qua đêm á thì mà theo mình thấy á, đối với các thiết bị cầm tay ngày nay á, như là máy cắt có nè, máy khoan nè, máy hàn nè, kể cả là máy khò ga đó anh chị, cầm tay đều có hết. Thì đối với những cái hệ thống chống trộm mà hàng bít sắt này kia lại, mình nghĩ là không có an toàn cao đâu nếu không có thời gian. Thì còn nếu chúng ta làm càng an toàn càng chắc chắn thì chúng ta sẽ càng gặp rắc rối khi mà cái hệ thống gặp trục trặc. Thì mình sử dụng các khớp nối là mình chỉ việc mở nè, mở ra ốp lại và khi mình tưới xong mình đem vào. Đây là chỗ mà mình mồi nước anh chị, mọi nước thì sau này có thể là sử dụng kết hợp để chăm phân được ha. Tiếp theo đó là cái chỗ lọc. Đây, lọc này là lọc thô tự chế luôn, cấp độ 2, có đồng hồ đo áp, đầu vào đầu ra. Mình có làm chia sẻ một cái clip mà khi mình làm cái hệ thống lọc này nè, chị thấy xem tham khảo thử ha. Đây mình gắn vào và mình tưới thôi, mình ghim điện vào thôi. Bây giờ mình sẽ ghim điện vào, mình đi khảo sát một vòng cho các chị xem. Chào, chỗ mình nắng nôi quá trời ha, mình phải che lại trắng rồi lại. Hệ thống mình đó anh chị, là cái hệ thống này là theo mình tưới sầu riêng đó, là mình tưới vườn cây ăn trái là 6.000, tuy nhiên thực tế nó là khoảng 7.000 anh chị. Trong đó là mình có sử dụng những cái bét này nè, bét phun mưa nè, bét mà lưu lượng lớn đó để mình tưới rau. Thì khu vực 1.000 trong đây đó là mình tưới rau và mình tưới đồng loạt luôn, có thể là rau rồi ở phía sau là 6.000 phía sau, 6.000 m² phía sau là vẫn tưới đồng loạt được luôn. Đây anh chị thấy những cái bét nè, giờ mình sẽ khóa ở phía trước lại để mình đi ra phía sau các anh chị xem. Thì tưới là đồng loạt cùng một lúc nha các anh chị, không có cần phải mở quan khóa quan nhiều. 6.000 này, 6.000 m² này là mình tưới cái động cơ hai ngựa nè, là một phát một là xong luôn, không có cần thiết là phải điều chỉnh khóa mà anh mở quanh cho khác. Nước ra rất mạnh ha. Dạo này thì thời tiết đã quá khắc nghiệt rồi, có thể nói là những cơn nắng mà nắng chất lượng luôn á. Ở đây mình có một cây cherry. Đang mùa nắng mà mình tưới nó ra bông nè, những bông nó nhỏ. Những cái bông đầu tiên luôn, do là nước nó dâng nhanh quá, cái hạt nó nhỏ, hạt nó mịn, nó dâng nhanh quá nên chúng ta khó thấy. À, ở nước ở ngoài này thực tế là phúng rất là xa vậy, rất là nhiều, trong đó là cỏ xanh tươi ha, tuy trời rất nắng nhưng cỏ rất là xanh tươi. Còn ngoài này các chị xem là khi mà những chỗ mà nước không đi tới á,
là nó đất khô nước nẻ luôn. Thì nước sau khi được bơm lên từ sông, từ kênh đến và đưa vào động cơ, thì động cơ sẽ đẩy vào cái đường ống nè. Ở đây là mình sử dụng ống 60, ống bình minh. Và qua tới các cái phía sau này á, là mình sử dụng đi ống nhánh là ống 27 bình minh. Đây cái ống nhánh của mình nè, thấy ống nhánh ống 27 à, nhỏ bình minh đi tưới. Ở đây mình có một cây lựu lựu đỏ Ấn Độ. Giờ mình sẽ đi dài ra vườn. Đây là cái ống mà mình bơm cát cho phía mình đắp phía sau. Do cái thiết bị mình nó quay không có được tốt á, nên mà những cái hạt nước nó bắn nhanh mạnh á, thì nó quá nhanh nó quay không kịp. Tuy nhiên các anh chị thấy cái bét đó ha, bây giờ tới cái ướt này nè, càng vào trong thì càng ướt. Đi ra tới này là khoảng 3 mét, là bán kính của cái bét này là khoảng 3 mét, thì cái đường kính là khoảng 6 mét cho mỗi một cái bét, tùy theo cái độ tuổi sầu riêng mà mình sử dụng số lượng bét. Cái này là mình sử dụng cho 3 bét ha, mình chuẩn bị cho nó ra trái luôn. Ở đây là mình trồng rẫy, đây là rẫy nè, đây lên xanh tươi luôn ha. Tuy là dạo này nắng khủng khiếp nhưng mà mình ương hạt nó lên tốt. Đều ha. Giờ mình sẽ đi ra đến cuối khu vườn xem là ở khu cuối khu vườn thì nước sẽ như thế nào. Thấy nước nè, tưới rất là khỏe, rất là mạnh luôn. Thì cái vườn mình nó có một cái điểm mà nó bất lợi đó là cái kênh, kênh thủy lợi nè. Bởi là khi mà ống đi ra tới chỗ này nè ha, từ đó đi ra tới đây nè, từ trong phía động cơ ra tới đây là chỉ khoảng 50 mét thôi, là mình phải bắt một cái ống ngầm ở dưới kênh. Qua tới đây mình mới đi trở lại. Thấy mất tiện ha, tuy nhiên thì phía sau này nó vẫn tốt nè, thấy nước trắng nha ha, phun. Đây là một cây sầu riêng nhỏ. Đây là mình đang làm rẫy nè. Nắng đây là nắng giữa tháng cuối tháng 3 năm 2024. Lưu lại khoảng khắc là nóng lịch sử. Cây cối là khô héo hết, nếu mà không được tưới khoảng 2 ngày 3 ngày thôi là nó khô hết. Tới đây là khoảng 150 mét từ cái động cơ đi ra đây á. Đây là khu vực cuối cùng của cái vườn à, những cây sầu riêng mới trồng. Lượng nước nước tưới bao phủ hoàn toàn cây sầu riêng. Thì đến cái cây cuối cùng đó là khoảng hơn 200 mét, chỉ sử dụng duy nhất một cái động cơ hai ngựa thôi. Mình tưới vườn gì rất là khỏe, mình chỉ một lần tưới thôi. Sau khi mình hoàn thiện cái khu vực bên đây nè, làm đấu nối vô luôn là khoảng đâu đó là 7.000,
7.000 mét vuông vườn và 1.000 mét vuông mình trồng rau phía trong nữa. Là mình tưới hết đồng loạt hết luôn. Thì đây những cây động cơ, những cái bét. Có những cây 2 bét, có những cây 1 bét và có những cây là 3 bét. Như tưới rất khỏe ha. Dạo này miền Tây mình nắng nóng quá trời ha. Nếu mà chúng ta không có làm hệ thống tưới á thì ta tưới rất là cực. Mấy cây sầu riêng này là mình bị cháy anh chị, người ta đốt ruộng á, khi mà vào cái mùa mà cắt lúa xong á thì người ta đốt, nó sơ sẩy chút xíu thì nó cháy qua lan qua vườn nhà mình luôn, nó làm cây sầu riêng nè mới phục hồi được. Thì ở miền Tây mình, nếu mà chúng ta không làm hay không tưới như thế này chúng ta rất là cực. Ta tưới là nếu mà tưới máy thì nó không có đạt được cái hiệu quả cao ha. Nhưng công nhận là tưới máy, các cái máy như là cái máy cắt cỏ nè, máy những cái máy 5 ngựa rưỡi mà để người ta cải tiến, người ta làm cái hệ thống tưới á, cầm tưới tay đó, chúng ta tưới nước rất là nhiều, rất là nhanh luôn. Tuy nhiên thì nó không có đủ thời gian để ngấm xuống. Còn những cái bét nhỏ này á, tuy là nó nhỏ, cái lưu lượng của nó là 90 lít một tiếng đồng hồ, hai cái là 180, thì mình bỏ đồng hai cái là 180, thì tương đương với khoảng là 10 xô bê đó anh chị. Ta cái xô mà ta xách hồ xách bê rồi đó, thì 10 cái xô đó là cây nó đủ nước rồi ha. Nhưng mà tưới một tiếng đồng hồ á, đất nó ngấm xuống ướt ha, ướt là nãy giờ mới tí xíu mà ướt nhẹp lên láng nè. Chúng ta nhẹ công rất là nhiều so với chúng ta quải nguyên cái máy đi trong cái trời nắng nóng, hoặc là đi sớm quá rồi tiếng động cơ, bên tai rồi tiếng ồ rồi khói bụi, khói của máy rồi á, thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng ta làm như thế này thì chúng ta thấy tưới được rất là đều, gần như là nếu mà dựa vào cái thời cao điểm á thì các chị thấy tưới là mỗi ngày luôn, tại nắng là khủng khiếp lắm. Nắng là mình thấy là mình đưa cái hạt giống xuống mà mình quên tưới nước một ngày thôi là cái nó héo luôn, cái cây lên gần gần gang tay nè, mình quên tưới nước 1 2 ngày là nó rũ luôn. Cỏ xanh tốt, còn những nơi mà nước không tới nó khô, nước đắt rồi. Thì toàn bộ cái hống này chỉ khoảng đâu đó dưới 20 triệu, dưới 20 triệu cho 6 công vườn của mình. Còn ở phía trong đó mình làm sao ha, mình không tính vào phía trong là mình làm rau á, mình sử dụng các cái bét khác, gần như lắp đặt nó khác, trong đây mình chỉ đấu nối cái đường nước vào mình xài thôi. Tiết kiệm được cái công sức và tưới nó hiệu quả hơn. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video khác.